Chào 7 người đang xem, chào 11 người. Ngày mai là sẽ có đủ một cả siêu phẩm cờ đỏ và 5 cái trắng Bảo Duy là ở vườn em. Ngày mai là sẽ bung lụa hết. Chào 18 người đang xem nhá. Mỗi người cho em một cái chia sẻ đi ạ. Đây là 5 cánh trắng Bảo Duy. Và bên này là cờ đỏ. Cờ đỏ ngày mai sẽ bung lụa. Cờ đỏ ngày mai sẽ bung lụa. Ngày mai cho anh em ngắm 5 cánh trắng cờ đỏ nhá. Đấy. Bông này thì đẹp rồi. Bông này chắc chắn đẹp rồi. Chào 16 người đang xem. Anh em đi qua chia sẻ và nói chuyện cùng em cho nó vui ạ. Tí nữa chúng ta sẽ lại đấu giá. Em chào anh Hoa Lan Khánh Khôi nhá. Chào anh Luân. Bụi bé mà anh. Đây là Bảo Duy này. Bảo Duy lở ngày thứ 3 rồi nhưng mà bông vẫn khá là phê. Bảo Duy này nó bay 24 giờ luôn ạ. Bảo Duy này nó bay lâu lắm. Bảo Duy này bay 24 giờ luôn. Xin chào anh Thành Toàn No Chít. Mỗi người chia sẻ giúp em một tay đi ạ. Đấy, nhìn cái mắt của nó này. Cả nhà nhìn đến cái mắt của nó phê chưa? Mắt của nó thì khỏi nói rồi. Đấy. Bao phê luôn. Anh em đi qua chia sẻ giúp em một cái. Chia sẻ mỗi người cái lên các hội nhóm. Hôm qua hôm kia nhà anh Hoàng Sơn lở cũng cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay thì ngày mai là vườn em lại lở tiếp. Nhưng mà lần đầu tiên là có cả 5 cánh trắng Bảo Duy và lần có cả 5 cánh trắng Bảo Duy và cờ đỏ lở cùng một ngày. Đấy. Cái điều này là gần như là rất là ít. Bởi vì là em chào anh Phương nhá. Dưới đó mưa không em. Đồng xoài mưa lớn không nghe gì luôn. À thế à anh. Thế thì anh chia sẻ cho em là được rồi. Chào Thím Dương nhá. Thím Dương ơi, mai ngắm cờ đỏ đấy nhá. Mai cờ đỏ lở tiếp. Hôm trước lở một bông rồi, hôm nay lở tiếp một bông nữa. Lở liên tục luôn. Cờ đỏ là mặt bông quá đẹp luôn. Nhưng mà để mà lở mắt đậm thì em thấy bông của anh Hoàng Sơn và bông này cũng lở khá là đẹp. Khá là đẹp. Nhưng mà để mà có một cái bụi nó to cơ. Để có một cái bụi nó to mà bông nó tự nhiên thì em nghĩ rằng nó còn đẹp nữa. Dạ, bông này ngày mai là cũng là căng anh này. Bông này khả năng là cũng đạt tiêu chuẩn cao luôn. Đấy, nhìn cái mắt vào nó này. Mắt ma mị luôn. Nhìn cái mắt nó cực kỳ ma mị luôn. Đấy, cho cả nhà cùng xem này. Cái mắt của nó này. Cái mắt của nó bao phê luôn. Chào 115 người đang xem. Vẫn cứ phải chậu 53 to khỏe để tự nhiên thì mới đánh giá được hết vẻ đẹp của nó, đúng rồi anh. Để phải để tự nhiên thì mới đánh giá hết được vẻ đẹp của nó. Chứ còn nếu mà kích hay là thân bé thì cũng chưa nói được cái điều gì cả. Để có một cái chậu khoảng tầm mét hơn mét, sau đó là để hoa tự nhiên thì nó mới đánh giá được đúng cái bản chất
đúng cái vẻ đẹp của nó. Chứ còn kể cả như Bảo Duy nó lở những cái cây nó bé, nhìn cái bông nó khác hẳn. Đây này, cái khuôn cánh thì không bao giờ lệch đi đâu được, nhưng mà cái bông hoa nó chưa đạt đủ tới để mà có thể nói là cực đẹp. Đấy, đây là bông Bảo Duy. Em chào anh Lê Hồng Khanh nhá. Đấy, bông nó vẫn chưa đủ để mà nói lên, toát lên tất cả mọi thứ. Năm canh trắng Bảo Duy. Còn mắt cờ đỏ thì nó cực kỳ ma mị rồi. Mắt cờ đỏ nó ma mị lắm. Em like như này nên mọi người không nhìn đến cái mắt của nó đậm đâu. Nhưng mà ở ngoài thì nhìn, chúng ta nhìn rõ. Và trời nắng thì chúng ta nhìn càng phê hơn. Chậu Bảo Duy này á. Chậu Bảo Duy này để cho anh 8 củ. Đăng hoa này. Để anh 8 triệu. Giờ ra một lùi một gốc luôn. Mấy cái bi này. Giờ bỏ ra chưa đến chục triệu đã mua được một chậu Bảo Duy to đùng để ngắm hoa rồi. Quá là rẻ đúng không? Bảo Duy thì em bán, còn cờ đỏ thì có mỗi chậu thôi nên để. Ngày mai là anh em chúng ta sẽ được ngắm cờ đỏ luôn. Ngày mai là ngắm cờ đỏ luôn. Bảo Duy thì chậu to cũng có, và ki bé thì em cũng có để bán cho anh em. Ki bé cũng có để bán cho anh em luôn. Ki vừa ôm lên cũng được nhiều bán cho anh em. Để anh em chơi tí mang em đấu giá luôn cho anh em cho nó vui nhá. Xin chào anh Nguyễn Quốc Mầm nhá, xin chào anh Lương Xá. Chào 105 người đang xem. Cả nhà mỗi người chia sẻ cho em một cái. Giờ em mới nhìn thấy là rất ít anh em chia sẻ. Mới được có 11 lượt chia sẻ mà đến hơn 100 người xem. Thì đi Bảo Duy à? Ki Bảo Duy có, Ki Bảo Duy. Em chào anh Chí Kim Thịnh nhá. Đây Ki Bảo Duy đây ạ. Đang lở mở la lõn này. Ki này để cho cả nhà với giá 1.350.000. Đấy, có một ki này thôi. Ki này đẹp. Để cho cả nhà với giá là 1.350.000 nhá. 1.350.000. Dễ khỏe lắm rồi. Dễ cực kỳ khỏe rồi. Đấy, dễ cả một lùm ở bên dưới này đang mở lá lọn đi tiếp. Và những cái ki như này nó đi cực kỳ nhanh luôn. 1.350.000. 1.350.000 nhá cả nhà nhá. 1.350.000 cho cái ki này. Đấy, anh em không mua thì chúng ta chia sẻ giúp em. Mỗi người một cái chia sẻ lên các hội nhóm ấy. Chia sẻ đến trang cá nhân của mình. 1.350.000. Đấy, ki Bảo Duy bao phê luôn. Cảm ơn chị Huyền Mít. Mai cho chị Huyền Mít ngắm cờ đỏ nhá. Ngày mai cờ đỏ lở này. Bông này chắc cũng khá là ok. Có thể là so được với các mặt bông khác. Cờ đỏ đây Hải ơi. Ngày mai cờ đỏ lở nhá. Đây ngày mai nó mới căng được. Nhìn mắt này, đấy, nhìn mũi này. Mũi trắng tinh luôn. Mắt thì đậm ơi là đậm. Bảo Duy. Xin chào 98 người đang xem nhá. Xin chào 98 người đang xem. Cả nhà cho em một lượt chia sẻ đi ạ. Xin chào anh Nguyễn Thanh Tưới. Đây là một ki Bảo Duy. Để cho cả nhà với giá là ok chị, vào đi chị ơi. Để cả nhà cái ki này với giá là 1.350.000.
Đang mở lá lõn này. Đang mở lá lõn đi đẹp luôn. Anh em có lấy HO mà đang hoa không? Để cả nhà với giá chậu này 250 thôi. Vườn chật quá nên bán vài bớt ít đi để còn che cái khác. HO đấy ạ. 250k. Đây là bông bảo duy. Anh em đi qua chia sẻ giúp em ấy. Anh em đi qua chia sẻ cho em, mỗi người chia sẻ cho em một cái. Hoa nhiều mà chị. Hoa ho thì làm cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả. Cắt nước cho thân nó già, nó rụng lá đi. Và thân nó phải là đanh cơ thì mới làm được. Chứ nếu mà thân mà lon thì không làm được. Thân nó phải khỏe thì mới làm được. Nếu mà thân yếu là không làm được. Xin chào 86 người đang xem nhá. Chào 85 người đang xem. Mỗi người chia sẻ giúp em một cái đi. Đông đông người lên cho nó vui. Đông đông người lên để lên đấu giá chơi với cả nhà. Hay em mang đấu giá được không cả nhà ơi? Mang đấu giá nhá. Đấu giá nhiều khi có cái hay của nó. Đấu giá vui lắm. Cảm ơn chị nhá. Mang kỳ bảo duy đấu giá chơi với cả nhà. Mang kỳ bảo duy đấu giá. Anh em ủng hộ em đấu giá nhá. Đấu giá cho xôm đúng không? Đấu giá luôn. Đấu giá luôn một kỳ bảo duy luôn. Để em lấy cái bút đó. Chào 95 người đang xem nhá. Bảo duy này. Em hãy đấu giá với cả nhà luôn để cho nó vui nhá. Nên like đấu giá nó cũng vui lắm. Bốn phút. Xin chào anh Nguyễn Thiện. Rồi thời gian của chúng ta bắt đầu nhá cả nhà nhá. Một kg năm anh trắng bảo duy. Và mức giá tối thiểu là 10.000. Còn mức giá cao thì thoải mái. Nhưng mà cũng cao vừa vừa thôi. Một kỳ lăm anh trắng bảo duy. Anh em vào đấu giá ủng hộ em nhá. Đang mở lá lõn nhá. Đang có lá lõn đẹp nhá cả nhà nhá. Dễ khỏe luôn. Anh Hắc Minh 123. Một kỳ lăm cái trắng bảo duy. Anh em đâu hết rồi cả nhà ơi? Mọi người đâu hết rồi? Chị Huyền Mít 300. Anh Thời Nguyễn 500. Kỳ bảo duy đẹp luôn. Bốn năm sáu 500 đang dẫn sàn nhá. Đang dẫn sàn là 700. Chị Huyền Mít sau rồi. Đang dẫn sàn là 700. 800 đang dẫn sàn ạ.
800 đang dẫn sàng cho 1 kg cánh trắng Bảo Duy. Anh em đi ngang qua vào ủng hộ em một cái, chia sẻ giúp em. 810 còn quá rẻ với cái kia này, nên là anh em đấu mạnh mẽ lên. Tám ba ba đang dẫn sàn. 850 đang dẫn sàn. 850 đang dẫn sàn. 850 đang dẫn sàn ạ. Thời gian của chúng ta còn 1 phút 27 giây. Mạnh mẽ lên cả nhà ơi. Đấu này chết em rồi. 900 đang dẫn sàn. 900 đang dẫn sàn. Chào 111 người đang xem. Chào 111 người đang xem nhá. 999. Đang dẫn sàn lại còn 58 giây. Mạnh mẽ lên cả nhà ơi. Rồi ơi, kia như này mà đẹp như này mà anh em lại không chơi thì chơi cái gì nữa, đúng không? Kỳ quá đẹp luôn. Và khi hết thời gian thì em sẽ đếm ngược 10 giây cho anh em bắn tỉa. Chắc cả nhà đang chờ bắn tỉa đây à. 999. Đang lên lá lõn này cả nhà này. Đấy, đang lên lá lõn này. Đang nhú lá lõn ở bên trong luôn. 999 đang dẫn sàn. Anh em mạnh mẽ lên cả nhà ơi. Chín 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 đang dẫn sàn. Chuẩn bị anh em bắn tỉa nhá. Anh em toàn dình bắn tỉa thôi. Ngon. Ok, thời gian của chúng ta kết thúc và em xin phép đếm ngược 10 giây. Nguyễn Thiện 1.010.000. À, anh Minh Nguyễn ơi, 999 thì thấp nhất là đường bước giá thấp nhất là 10.000 nhá. Rồi, em xin phép đếm ngược thời gian 10 giây. Và đang dẫn sàn là 1.110.000 đang dẫn sàn. Và thời gian em đếm ngược 10 giây bắt đầu nhá. 10 9 ạ. 8. Những kỳ mới nhú bây giờ anh em đi mua nó cả tiền triệu rồi. Mấy kỳ này anh em đấu giá nó thấp quá. 7 6 5 4 ạ. Chắc là 111 là thắng sàn rồi. Anh em bắn tỉa này chết em rồi. Bắn tỉa này chết em rồi. 4 3 2 1 và dẫn sàn là Nguyễn Thiện 1.123. Chết rồi. Đấu này chết rồi. Đấu này chết rồi. 1 và hết giờ. Xin chúc mừng và 1.222.000 anh Lan Cát Hạ thắng sàn. 1.222.000. Chúc mừng anh. Rẻ quá. Không nhìn lên 11.000.000 ở đâu. Nhưng mà 1.222.000 thắng sàn nhá. Rẻ quá, rẻ quá. Rẻ này chết. Rẻ này chết. Anh em đấu này thì không dám lên đấu. Đấu này là chỉ có toang thôi. Đấu này là chỉ có toang thôi. Đấu này là gần như là không dám lên đấu nữa.
Để cho anh em xem cây thôi, cho anh em xem hoa thôi. Đấy. Xin chúc mừng nhá, xin chúc mừng anh. Có kỳ quá đẹp luôn. Kỳ này thường thường em bán khoảng 1,3-1,4 triệu. Bởi vì là cái kỳ nó đang mở lá đi ngọn này. Đấy. Nhiều khi là đấu nhưng mà cho nó vui. Nhưng mà là rẻ quá nhiều kỳ cũng không dám đấu. Đấy, một kỳ Bảo Duy này mà đi mua lô bây giờ thì không ai bán cho anh em cái giá. Kể cả mua lô nhiều cũng không ai bán cái giá dưới 1 triệu hết. Đều phải trên 1 triệu hết. Kể cả mua lô luôn. Đấy, bởi vì kỳ nó quá đẹp rồi. Kỳ này nó đi nhanh lắm. Cái gì cứ khỏe là ok rồi. Đấy. Cứ khỏe là ok rồi. Chào 111 người đang xem nhá. Rồi tiếp tục đi xem có cái gì nữa không. Người đẹp không tên đi. Người đẹp không tên. Đấy, người đẹp không tên kỳ cực khỏe luôn. Kỳ này để cho anh em với giá là 1,5 triệu. Bớt tới 50.000 luôn. 1,450 triệu. Người đẹp không tên ạ. Người đẹp không tên. Anh em nào đi qua mà có nhu cầu chưa có giống thì chúng ta chốt một kỳ. Cảm ơn chị Huyền Mít nhá. Vừa rồi ươm cũng được ra được ít kỳ ạ. Đấy, kỳ nào kỳ đấy cũng khá là khỏe. Đấy. Nói chung là không tên ươm cũng khoai lắm. Đấy, 1,450 triệu một kỳ. Chào cả nhà. Mỗi anh em đi qua chia sẻ giúp em một cái. Ngọc Sơn Cước. Ngọn nào đấy rất là phê luôn. Nói chung là cây ở vườn là chăm là, thưa anh em là cái gì chứ đạt thì khá là ok. Theo mắt của mình là thấy là ok. Từ lá này, từ mầm gốc này, từ kỳ ở trên thân và từ bộ rễ luôn. Phát triển cực kỳ là đẹp luôn. Nên là em dám khẳng định rằng là cây ở nhà chăm là khá đạt. Nhìn những cái bộ rễ như này thì cả nhà biết rồi. Đấy. Và nhìn những cái bộ rễ như này thì chúng ta thấy được điều gì đó rồi đúng không? Rễ nó ăn này. Rễ nó ăn chi chít ra ngoài luôn. Không dám vỗ ngực nhưng mà dám khẳng định rằng là cây vườn chăm khá là ok. Đây này, nhìn rễ nó ra này. Không sao cả, bây giờ thì cũng tiền triệu chứ cũng không ít. Cái quan trọng là anh em làm như nào thôi. Còn nếu mà anh em mà không chăm được cây thì tất cả mọi thứ kể cả tiền tỷ cũng thua. Ví dụ ngày xưa em chưa chăm được cây ấy. Chăm cây cũng gọi là tầm trung thôi. Có những cái cây về chăm mãi nó không lên, không phát triển được ra. Nhưng bây giờ thì dám tự tin được rồi. Đấy, những cái kỳ mà mình ươm lên. Những cái kỳ mà mình ươm lên nó khá là ok. Nói chung là chưa phải là đẹp. So với lại nhiều vườn thì mình vẫn là thua. Nhưng mà cũng cảm thấy là nó hài lòng, hài lòng theo cách của mình vẫn phải học hỏi nhiều lắm. Cũng chưa dám là dám nhận là mình vâng ạ. Vẫn chưa dám nhận là mình làm một cái gì đó chăm về chăm cây nhưng mà mọi thứ cây cối là cảm thấy là ok rồi, từ bộ rễ này, từ thân lá này. Lá làm sao nó cứ phải xanh mướt. Rồi cây làm sao nó phải luột là. Đấy, những cái kỳ Bảo Duy mà nó đi ngọn như thế này. Đấy. Lá không một chút lỗi. Hay những cái chậu Bạch Tuyết mà cây nó đi như này. Thì cả nhà nhìn thấy cũng khá là ok đúng không ạ? Chưa gọi là đẹp nhưng mà nói chung là cũng khá là ok rồi. Đủ để hưởng cái thành quả rồi. Hay kỳ ươm lên mà tầm này nó đi ngọn như này. Đấy. Long Khánh này, nhày mà cây này cuối năm thì to lắm.
kỳ đều răm rắp luôn. Đều tăm tắp luôn. Đều luôn. Chào 109 người đang xem nhá. Đều luôn. Xin chào anh Lê Cường. Đều luôn. Đấy, 6 kỳ. Đều luôn. Cái kỳ này vừa rồi tưởng nó đứng ngọn. Đấy, tưởng nó đứng ngọn mà bây giờ lại ra lá tiếp. Đây là một kỳ Long Khánh nữa. Kỳ này là kỳ 52. Nó lên ở một cái bi rất là nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ nó cũng lên được như này. Nên là mọi người đi qua thấy hay thì cho em một cái chia sẻ đi. Cho em một cái chia sẻ, ủng hộ nhau. Thế là ok rồi. Chỉ cần đi qua là chia sẻ cho nhau, ủng hộ nhau thôi là được rồi. Đông đông người vào nói chuyện cho nó vui á. Còn việc buôn bán thì là tính sau. Và mọi người cũng bình luận nói chuyện với em cho nó vui. Đấy. Những chậu bạch tuyết này. Chậu vô thường. Ngọn đang đi. Và cả một dàn kỳ ở bên luôn. 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ, 7 kỳ. 7 kỳ vô thường to đùng. Kỳ lên tự nhiên luôn. Ấy, những chậu bạch tuyết này, bạch tuyết lái. Thân đi rầm 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 rầm, ngọn đi ở mầm luôn. Chào 107 người đang xem nhá. Thôi mời anh em ra lại ngắm hoa. Ngắm Bảo Duy. Ngắm năm cánh trắng Bảo Duy ạ. Xin chào Lâm Duẩn nhá. Em chào anh Hiếu Nguyễn. Đúng rồi, học hỏi là mãi mãi mà. Anh em chúng ta làm sao mà không học hỏi được. Nhiều cây anh em chắc kinh khủng luôn. Nhiều anh em trăm cây mà mình nhìn mình thua xa quá nhiều. Xin chào anh Hùng Tạ nhá. Anh em đi qua chia sẻ với em cái. Đông người mà bây giờ mới có được 15 người chia sẻ thôi. 15 người chia sẻ là rất là ít. Nên anh em đi qua là chia sẻ cho em một cái. Lên các hội nhóm, lên trang cá nhân của mình. Và nói chuyện bình luận với em cho nó vui ạ. Xe ô tô thì mất giá kinh khủng. Em thấy cái gì cũng chết. Chả thấy giao dịch. Thấy Lan còn vẫn giao dịch. Đúng rồi em. Lan còn vẫn túc tắc giao dịch mà nó, tuy rằng nó không đắt như ngày xưa thôi. Nhưng mà nó vẫn giao dịch đều mà. Anh em nào chăm được cây tốt mà nhân giống tốt thì vẫn làm kinh tế tốt mà. Để mà bây giờ mà đi làm công nhân văn, lương văn phòng mới lại để mà có một vườn lan để mà chăm, để mà chia sẻ mà túc tắc, thì thật sự ra thì để có một vườn lan thì vẫn cực kỳ là ok. Một kỳ nhỏ bây giờ cũng cả tiền triệu ít gì. Tiếp tục đi. Thấp mình nhỉ. Tiếp tục với cả nhà một kỳ năm cánh trắng Bảo Duy nữa này. Kỳ này thì cực kỳ đẹp này, đang mở lá này. À, bao phê luôn. Để cả nhà cái này với giá là 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu. Để cả nhà cái kỳ Bảo Duy này với giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu cho kỳ Bảo Duy này. Chào 102 người đang xem. Anh em đi ngang qua chia sẻ giúp em ấy. Chia sẻ để em có động lực để em chơi với cả nhà. Một triệu ba. Cảm ơn Lâm Duẩn đã chia sẻ nhá. Anh Linh Văn Lò chia sẻ cho em đi. Và mọi người chia sẻ cho em đi.
Hôm nay thị trường anh em đi đâu lại rất là ít. Hôm qua thì khá là đông. Đấy. Anh em bình luận nói chuyện với em cho nó vui. Không anh em không bình luận ngồi không có anh em nó buồn lắm. Ok anh, giá này ok mà. Key nó đẹp nữa. Nên like thì nhiều khi là có những key. Ok anh, cảm ơn anh đã chia sẻ nhá. Nên like thì nhiều khi sẽ để cho những cái mức giá nó tốt nhất để cho anh em về chăm. Qua có anh ấy đi vào em báo cái key bảo Duy 1,3 triệu anh ấy giả, anh bảo là để cho anh 600. Em bảo là không có giá đó, anh ấy mang một cái nhà vườn nào đó ra ấy. Một cái nhà vườn nào đó ra anh ấy bảo rằng đây này, anh mua còn key ở ngay trên Tân Hoa luôn. Có 400 nghìn mà key đến mười mấy sen ấy. Em bảo rồi, xin chúc mừng. Chúc mừng anh luôn. Xong anh bảo là bảo anh ấy là anh ấy cẩn thận không bị lừa đấy. Anh ấy nói luôn một câu, anh bảo là em nghĩ sao ấy, đồng tiền mồ hôi xương máu của anh, em nghĩ gì mà anh ấy dễ bị lừa như vậy. Bảo thế thì em chịu, em không dám nói nữa. Thôi thì anh làm gì thì anh làm thôi. Em thì em tư vấn cho anh, kể cả anh mua của em hay không mua của em hay chăng nữa. Nhưng em cũng nói thẳng với anh là bây giờ anh ra ngoài như bọn em đi mua ấy, mua cả lô luôn, cả trăm ki, thậm chí là mua mấy chục ki mà mới cái giá 1 triệu một ki còn không mua được. Ki mở lá. Đấy. 1 triệu ki còn không mua được. Làm gì có chuyện ở đâu mà nó lại rẻ như thế. Đấy, nên là anh ấy vẫn cãi. Thì chúc mừng anh ấy mua. Khả năng đấy là bảo thủ chứ không phải là bảo Duy nữa. Nhiều khi là nói ra lại thành mất lòng. Nhưng mà không nói ra thì nhìn anh em nó bị người ta gạt. Nên là nói ra thì người ta nghĩ là mình dạy khôn người ta. Ít nhất là người ta cũng lớn tuổi hơn mình nữa. Một triệu chốt 100 ki. Ki như này gần như là không có anh ạ. Khó lắm. Cái này để giá là 1,3 triệu là cực kỳ êm luôn. Những ki đẹp đều này không có được. Cả một lô ươm ra bây giờ mới được có vài ki thôi. Nó đẹp một tí. Chứ còn bảo Duy năm nay nó bị hoa cũng nhiều lắm. Tí em cho cả nhà xem cả một dãy ở bên kia. Cả ra cả hoa luôn. Đấy. Ươm 15 cái mà ra đến 7 cái hoa thì cả nhà còn cái gì nữa. Chào cả nhà nhá, anh em đi đâu hết rồi mà chả thấy ai nói lăng gì nhỉ. Buồn quá nhỉ, em chào anh Trương Văn Toàn nhá. Rồi hình như mạng đang bị có vấn đề gì một tí. Mạng đang có vấn đề gì một tí. Anh em còn thấy like không cả nhà ơi? Anh em thấy like chấm cho em một cái ạ. Anh em thấy like chấm cho em một cái. Anh em thấy like chấm cho em một cái cả nhà ơi. Xin chào anh Nguyễn Văn Thủy. Cảm ơn anh Linh Văn Nò đã chia sẻ nhá. Mỗi người đi qua chia sẻ lại cho em gái vừa mất mạng. Vừa mất mạng. Đúng rồi anh. Đây, kỳ này là giá là 1 triệu
1.3 triệu. Hôm nay anh em tương tác kém quá. Chắc là em xin phép cả nhà em xuống live, em qua TikTok em live đây. Gặp cả nhà bên TikTok nhá cả nhà nhá. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Chào cả nhà.